Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Em là Nam ở Thái Bình. Và xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ động cơ giảm tốc 24V 450W. Bộ này là combo đầy đủ đấu nối dây điện sẵn. Đấy. Có đồng hồ báo các thứ luôn. Đây. Tất cả đều được đấu nối sẵn. Có chức năng đảo chiều và số mo này, nhông xích này, phù hợp này. Và bộ sạc này. Sạc này thì dùng cho các bình từ 12 đến 20A nhé. Thế còn bình to hơn các bạn mua sạc khác. Đấy, chọn bộ đây một số cái thông số của động cơ này. Tốc độ là 560 vòng trên phút này. Sử dụng nhông xích xe máy loại 420 bản mỏng này, có thể thay thế nhông bản dày, rắc sạc, chân ga. Cái này có thể phù hợp cho các bạn chế xe 200-300 kg. Rất là phù hợp nhé. Đấy, chọn bộ đây. Động cơ thì nó rơi vào tầm khoảng 6 cân rưỡi gì đó. Chân ga sàn này. Tất cả đều được đấu nối sẵn nhé. Các bạn làm cái bộ này sử dụng cho xích lô chở hàng cỡ nhẹ. Hoặc là chế xe 3-4 bánh. Sử dụng điện áp 24V 2A nhé. Đấy. Chọn bộ như thế này đều được đấu nối sẵn. Đấy, các bạn xem thêm tại kênh xe điện motordien.com hoặc là vào bấm vào tên kênh ở dưới màn hình bên tay trái và vào danh sách phát để xem những cái sản phẩm khác dễ tìm kiếm hơn.